Hello anh em, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục cập nhật cho anh em cái bản mod mới nhất của con game Soulslike, cái phiên bản 3.3.3. Thì anh em xem cái video này của mình thấy hay, anh em hãy like và chia sẻ giúp mình nhá. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến và tìm hiểu cái tính năng của mod này nhá. Đây rồi. Và về cái bản mod lần này thì chúng ta vẫn có hai bản để tải, đó là bản mod V1 và bản mod V2. Về tính năng của bản mod V1 thì chúng ta có bao gồm tất cả các tính năng giống của cái bản cập nhật lần trước, đó là vô hạn đá quý này, hay là vô hạn nguyên liệu mở khóa toàn bộ nhân vật, trang phục, kỹ năng hay là vũ khí. Và về tính năng của mod V2 thì anh em có 3 tính năng, đó là đầu tiên là bao gồm các tính năng của bản mod V1, và thứ hai đó là hồi chiêu nhanh, và cuối cùng đó là anh em có vô hạn năng lượng, hay còn gọi là vô hạn mana, cái mà anh em rất là trông chờ và mong đợi. Đó, cái bản cập nhật lần này thì nó không làm anh em thất vọng đâu. Rồi, đấy là tất cả các tính năng của bản mod lần này. Và về cách tải thì mình sẽ gắn cái link tải game ở phần mô tả anh em nhé. Anh em cứ click vào đó thì nó sẽ trực tiếp đưa anh em vào phần tải xuống của bản mod V2 luôn. Bởi vì là cái bản mod V2 thì nó sẽ hoàn toàn diện nhất, cho nên là mình sẽ lấy cái bản mod V2 là cái link tải game. Anh em cứ click xuống phần mô tả của mình nhá, trực tiếp vào đó thì nó sẽ đưa anh em vào chỗ này luôn. Anh em chỉ việc nhấp tải xuống đó thì anh em sẽ tải về ngay, chứ không phải chạy qua các bước phía bên ngoài nữa, tìm game các kiểu nữa. Rồi, sau khi anh em đã tải về xong thì anh em hãy vào phần tệp quản lý của mình. Anh em nhấp vào phần tải xuống đấy để tìm cái file mà chúng ta vừa cài đặt về. File APK. Đây. Và anh em nhớ một điều là giúp mình nhá, đó là anh em đừng xóa bản cũ đi vội, mà anh em hãy giữ lại nhá. Cái bản cập nhật cũ ấy, đó, anh em giữ lại. Và anh em hãy để nguyên đấy, anh em hãy tải bản cập nhật mới này này, tải về. Sau đó anh em cài đặt xong và vào game lưu các kiểu đó thì anh em mới có thể xóa bản cũ này nhá, chứ không anh em có thể sẽ bị mất cái dữ liệu mà anh em đã chơi trước đây nhá. Mình sẽ cài đặt, sau đó là mình sẽ vào game. Rồi, đã xong. Sau đó chúng ta mở game lên nhá. Đợt này mình ho quá cho nên là bình luận game cho anh em nó không được đều đặn, mình không ra video được cho anh em đều đặn. Đây, sau khi anh em đã vào phần này xong, anh em hãy nhấp vào phần đám mây phía bên tay trái để nó lưu lại cái dữ liệu của bản cập nhật lần trước vào cái bản cập nhật mới này cho anh em nhá, để cho dữ liệu của anh em nó được đầy đủ nhất. Ok, bây giờ thì chúng ta vào game và chiến bình thường thôi. Đây, đấy, full game phía trên nhá.